Tối 25 tháng 10, chung kết Miss Grand International 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về Luciana Fulcher đến từ Peru. Bên cạnh đó, ngôi vị Á hậu 1234 đã trao cho những đại diện đến từ Myanmar, Colombia, USA và Việt Nam. Là đại diện được kỳ vọng nhất từ trước đến nay khi sở hữu sắc vóc cùng bề dày kinh nghiệm, Lê Hoàng Phương ngậm ngồi dừng chân ở vị trí Á hậu 4. Ngay sau đó, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam đã có những chia sẻ về thứ hạng mà mỹ nhân sinh năm 1995 đạt được. Theo đó, đại diện cho cuộc thi Miss Grand Việt Nam nói, đối với danh hiệu Á hậu 4 của Lê Hoàng Phương, chúng tôi cảm thấy tự hào vì cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của bạn trong suốt thời gian ngắn ngủi. Bạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và Phương xuất hiện ở cuộc thi với vai trò là đại diện của chủ nhà thân thiện, gần gũi và luôn giúp đỡ mọi người. Có thể nói năm nay, chúng ta đã có một mùa giải thật thành công. Đương nhiên, chúng tôi kỳ vọng cao hơn nhưng hơn hết đến giây phút hiện tại, chúng tôi rất hài lòng. Khi được hỏi về lý do mà Hoàng Phương dừng chân ở vị trí là á hậu 4 của Miss Grand International, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam cho biết, tôi nghĩ là Hoàng Phương đã thiếu một chút may mắn khi vào đến top 10, top 5, nghĩa là ai cũng có thể trở thành hoa hậu hết. Tôi nghĩ Miss Grand Peru hay kể cả Miss Grand Myanmar, Miss Grand Colombia, Miss Grand USA, các bạn đều xứng đáng trở thành hoa hậu. Vì vậy tôi nghĩ rằng Hoàng Phương chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Như vậy là sau ngôi vị á hậu 4 của Lê Hoàng Phương, chuỗi in top của Việt Nam được nối dài ở một trong sáu đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh Miss Grand International. Lê Hoàng Phương sinh năm 1995, đến từ Khánh Hòa, cô sở hữu chiều cao 1m76, số đo ba vòng là 87, 63 và 95. Trước khi đăng qua ngôi vị Miss Grand Việt Nam 2023, cô từng có bề dày kinh nghiệm làm người mẫu và thi thố tại những đấu trường sắc đẹp với Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.